Và Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Trước Tết thì Hoàng Sơn nhận được rất là nhiều thông tin của bà con mình hết bệnh suy thận và có mực. Thì cũng định làm một cái video cuối năm để tạo động lực cho bà con mình luôn, với lại chia sẻ những cái câu trả lời mà bà con mình thắc mắc. Thì thật sự là trên kênh Sức Khỏe 60 Giây á, có khoảng hơn chục video là rất là chi tiết về cái cách mình ăn cỏ mực để hết bệnh suy thận của nhiều bà con mình hết rồi đó. Nhưng mà bà con mình muốn thêm nhiều người nữa để tạo động lực, nhưng mà khi em muốn ghi âm lại cái cuộc gọi hoặc là ghi hình lại á, thì bà con mình rất là ngại, tại vì bà con ấy ở dưới quê rồi không có ngại, không có biết ăn nói đó, nên là sợ lên rất là mắc cỡ, nên là cũng hơi đáng tiếc ha. Thì Hoàng Sơn cũng nhận được rất là nhiều cái phiếu xét nghiệm của bà con mình trước và sau khi hết bệnh suy thận. Thì hôm nay Hoàng Sơn có nhận được cuộc gọi của chị Phương ở Nha Trang. Chị nói là giảm bệnh sau 2 tháng ăn cỏ mực. Chị rất là mừng lúc mà chị còn ở bệnh viện. Thì chị có gọi điện cảm ơn. Thì em xin chị Phương để ghi âm, ghi hình lại. Thì chị cũng ngại nên là chị nói cho ghi âm. Thì bây giờ á, mình chưa vui cùng với chị Phương. Bên cạnh đó mình có gì thắc mắc á thì mình hỏi luôn ha. Tại vì mỗi người có thể có cái cách ăn cỏ mực khác nhau xíu, hoặc là cử kiêng mình, nhưng mà mình xem có cái điểm chung nào mà mình có thể làm dễ dàng để mình theo dõi, mình làm theo nha. Chị Phương nãy giờ em gọi thì chị đi làm chưa về, chị mới giờ gọi em nè, để em liên lạc lại nha. Do không ghi hình được nên là em sẽ mở loa lớn để cả nhà mình cùng nghe ha. Mình xin chị Phương khoảng 5-10 phút. Chưa được. Chắc là chị mới vừa về bằng máy xíu, để em gọi lại thử. Thì nếu mà bà con mình có thắc mắc á thì rất là nhiều thông tin. Dạ em chào chị Phương. Chờ cái điện thoại mình chứ mãi để mình gọi lại cho nó. Thôi được rồi, để em gọi chị, được rồi khỏi. Chị sợ em tốn tiền. Tốn tiền. Chị Phương ơi, em xin phép ghi âm cuộc gọi này nghe chị, để chia sẻ với bà con mình nghe. Dạ, hôm nay chị đi bệnh viện mới về hả? Không, buổi sáng nay á là mình đi vô cảnh sát, mình hiện tại thì vô Sài Gòn là bởi dịch đó. Dạ. Nên là mình vô Nha Trang, mình bệnh viện Nha Trang mình khám thôi. Dạ. Mình có bảo hiểm ở đây, mình khám ở đây. Dạ. Xong rồi bà bác sĩ đó, bà nói ủa Sài Gòn nó không vậy mà sao về đây thấy nó không vậy. Ý là nó trong Sài Gòn khám bệnh mà về quê khám thấy không có bệnh phải không? Nó giảm đi. Dạ, giảm bệnh. Nó giảm đi. Nó giảm là cái gì, ura là mấy bữa là tám mấy đó. Dạ. Là bữa nay còn còn nhiều mình ura là đã cả cái là mình cũng cái ura mình là mình không ăn tâm mà mình quan tâm cái creatinine. Dạ, creatinine nha ha. Dạ. Là hồi bữa lúc đầu tiên á là mình đi đại học đi trường. Dạ. Nó nói là ông bác sĩ kỹ đó. Dạ. Nhỏ lắm, mình không tin. Không tin xong mình qua bệnh viện 115 cũng y vậy. Xong mình qua để học y dược. Xong cũng nói y vậy luôn. Tức là lúc đó chị bị suy thận hả? Là họ nói là thì cấp 3 gì đó. Suy thận giai đoạn 3. Dạ. Dạ. Giai đoạn 3. Xong cái bác sĩ nói là cô á là giai đoạn 3 rồi. Dạ. Mà cô không cố giữ á, lên giai đoạn 5 là cô phải chạy thận. Dạ. Cô chạy thận đó là nó dạng như là người nó không được khỏe như người bình thường. Dạ. Cố gắng cô sẽ giữ giai đoạn 3 nha. Cố gắng giữ đừng để bệnh nó tăng nặng thêm phải không? Rồi đúng như vậy. Dạ. Xong mình rất là lo, dạng như mình hụt hẫng lắm. Dạ. Vì mình buồn lắm. Xong cứ lướt lên trên mạng xong thấy cái gì chữa gì suy thận không đúng tiền rồi gì đó. Dạ. Đó phải tiếp đi. Dạ. Xong mình nói cô cái này nó vớ vẩn đại nó láo báo luôn, thì mình không có tin đâu. Dạ. Xong cái mình cũng cố gắng, mình buồn quá khi mình lướt mình thấy mình coi thấy này không kinh doanh mà. Dạ. Mình ăn đến mình xem mình ăn. Tức là không có tốn tiền mà phải không, mình sợ gì phải không? Lúc nào mình không có tin sau ấy mình hỏi những người lớn họ cũng nói như vậy, xong rồi nói có chịu bệnh đó. Thế nó cũng hay đó. Dạ. Mình về mình ăn thì
tiên đó là 1.2425 gì đó, 24 mấy 25 gì là ở bệnh viện Đại học Y Dược với bệnh viện Chợ Rẫy. Một còn cái tờ giấy 1.2425 phải không? 24 25 gì á, mình vừa mới xong cái tuần sau cái mình buồn buồn lắm, cái mình coi cái đó, mình coi cái clip này, coi mình coi nhiều lắm. Dạ. Mình coi đi coi lại coi lên nát cái clip giờ mình vẫn còn nhớ luôn. Xong cái mình khát lại là ăn ngồi tháng 11 năm ngoái á. Dạ. Còn 1.18. Ừ, 1.2 mấy giờ nó xuống còn 1.10 mấy đúng không? Còn 10 mấy rồi xuống 10 18 tháng gần đây nè. Dạ. 18 giờ nó xuống có 15 thôi. Dạ. Thì bác sĩ nói là cô ăn cái gì mà thấy nó tiêu giảm, thì bị bác biểu gì ăn đó, em về ăn giống như là bò ăn cỏ hay không biết đường không muốn gì đó. Dạ. Thế nói vậy mà nói thôi cô sợ là người ta không bán thuốc mình sao, mình dạ. Tôi bác sĩ lên, bác sĩ nói là gì vậy được á, cô cố gắng cô uống thuốc rồi nha, xong về bây giờ mình tự nhiên người mình nó có cái tinh thần là nó không dạ. Có à chị Phương ơi, mấy ngày nay mình cứ tìm cái số hồ sơ đi chỗ nào dạ. Trên kênh Sức Khỏe 60 giây thì có rất là nhiều, dạ có rất là nhiều số em để rất là nhiều nơi, dạ còn mình bận dễ sợ quá. À giờ chị còn 115 thôi. Chị cho em hỏi chị khoảng nhiêu tuổi chị ha chị Phương? Sinh năm 75. 75 vậy là bốn mấy rồi. Dạ. À, thì làm sao mà chị biết bị suy thận mà chị đi khám? À, lúc đầu là mình đi mổ u sơ á, là bác sĩ nói là cô mổ u á, nếu cô không kiêng á, cô không chữa là cô sẽ qua thận, tại vì cô nó ảnh hưởng chị thận ở đó, xong mình về khi mình đi bệnh viện bình dân cái bà bác sĩ gì và bác sĩ gì đó. Dạ. Bà nói cặn kẽ nó, mình thân với bà bác sĩ Diệp luôn, bà nói là chị uống thì thú rồi chứ không để nó nặng, hồi đó mình không nghĩ mình bệnh đâu. Dạ. Nhưng thời gian rồi để mình cứ đi tiểu hoài đừng xong mình muốn sợ. Cái triệu chứng của mình là đi tiểu hoài đau lưng ha, rồi đi khám. Ờ đau lưng. Thì phát hiện bị suy thận. Rồi rồi cái chị nghi ngờ không đúng, cái chị đi khám ở nhiều bệnh viện khác cũng bị vậy luôn, kết quả giống nhau. Ờ. Dạ. Nhưng nhiều bệnh viện lắm. Là chị ăn có mực nay là 2 tháng phải không? Rồi bây giờ chị chia sẻ cái cách ăn có mực với cái cách kiêng cử sao để cho bà con mình bắt chước theo chị. Lúc đầu á là mình cũng lấy cái lá mình hấp mình ăn, tại vì mình không có ăn cá đâu, mình dạ. Không biết ăn cá. Đúng rồi, em cũng chia sẻ nếu mà cá chị để dễ ăn thôi, còn hấp ăn không á, không gia vị càng tốt. Xong bác sĩ nói là cô tuyệt đối không ăn thì dầu nước mắm, gia vị là cô tuyệt đối cô không ăn. Không gia vị không ăn càng tốt hả? Xì thì dầu nước mắm. Dạ. Bác sĩ là phó giáo sư gì ông Vũ Lê Chuyên như ông có gì bác sĩ ở đó. Dạ. Bác sĩ ở bệnh viện ông phó giáo sư tiến sĩ Đào Quang quá. À đúng rồi, Đào Quang quá. Ý là chị chia sẻ cái cách mà bác sĩ vậy căn dặn chị chuyên ăn gia vị dầu. Không nên ăn gia vị. Ừ. Không nên ăn bột đường. Dạ. Giống như là trong cái hỏi bác sĩ gì là em ăn giống như bò ăn cỏ đúng không bác? Ông ơi, cô rất là thông minh. Ăn bác sĩ vậy, bác khen mình luôn. Xong mình về mình ăn giống như bác nói với mình nghe lời cái chị mà Minh ở trên mạng mà dạy yoga đó. Dạ. Đó mình tập theo cái bài đó đó. Dạ. Rồi mình ăn theo bài đó. Tức là đó. Giống như ăn chay vậy, không cho chị ăn nhạt nhẽo luôn. Bộ ăn như bò ăn cỏ vậy thôi. Rồi cái chế độ ăn cuông ăn cơm của chị thì sao, ăn cơm ăn giảm ăn cơm lại không? Ăn đậu lứt với muối mè mà giảm mè lên chứ không có bỏ muối gì hết, ăn mè nó có cái vị nó thơm thôi. À tối, giống như ăn là lạt nhấp lạt nhẽo vậy đó hả? Tối á là 8 giờ tối á là mình ngâm gạo đi, 10 giờ sáng mai mình nấu cơm, 11 giờ đúng 11 giờ là mình phải ăn nửa chén cơm. À. Chiều á là 5 giờ là mình phải ăn nửa chén cơm. Tức là chia nhỏ bữa ăn ra cho ăn ít lại. Đúng rồi. Dạ. Tất cả ăn rau thôi. Dạ. Ăn một ngày là có một chén cơm để rồi. Đủ não thôi. Rồi thiếu thịt thiếu cá thì sao? Không ăn luôn. Không ăn luôn. Nếu mình ăn thịt ăn cá các bạn nhiều thì mất cái thận nó lên.
nó làm việc nặng. Nó dạ. Thải ra nhiều là nó càng bệnh hơn nữa. Dạ. Cũng như giống một con trâu nó bắt kéo nặng vậy thôi. Rồi, tức là đầu tiên á là chị kiêng cử hết gia vị nè, chị bớt thịt bớt cá lại nè, gần như là ăn chay. Không ăn luôn, không ăn luôn hả? Dạ. Không ăn thịt, không ăn cá luôn. Để cho bệnh mình nó không tăng nặng ha. Rồi sau đó chị ăn có mực thì như thế nào để phục hồi? Chị một ngày ăn bao nhiêu chén? Một ngày á là một rổ cũng được nửa ký á, chúng trời ba ơi, lạng đâu. Ăn dữ vậy. Một ngày á một rổ là ba lạng. Xong bỏ vô trong cái bình bát á, bình dạ. bát này giống như bình bát của ông thầy chùa đúng không? Tại mình ở chùa dạ. Mình xin cái bình bát nó về và mình bát bằng nhôm á. Dạ. Mình nhận vô một bát đó là một cái rổ bình thường của mình thì nó to hơn một cái bó rau của ngoài chợ bán mà dạ. 10 ngàn một bó á. Ngọn rễ rồi hết mình nhận vô mình chưng đi nào nó mì thôi không biết mấy chú á ăn rồi mình ra mình bớt đi bớt xong mình lấy cái nước đó mình bắt cái nước cốt đó xong mình bắt nước thứ hai rồi mình chia ba lần mình muốn rồi xong. Ủa chị không có ăn xác hả? À, có người ăn xác được á thì ăn rất là giống như rau bình thường, còn ăn không được á thì cho có sinh sinh tố á là uống ực luôn, giống như uống rau má vậy đó, rau má xay vậy đó, hấp chín rồi xay. Đó là một đến hai lần thôi. Dạ hả? Một mình ăn thường xuyên là mình ăn nhiều, không có đủ đâu. Bởi vậy em mới hỏi định thắc mắc chị ăn nhiều như vậy thì có bị rối loạn tiêu hóa không? Lúc đầu á nó cũng ngày ngập rồi, thì nó cũng ngứa ngáy rồi nó cũng khó chịu giống như là mình ống nén vậy đó. Dạ hả? Mình ăn đồ lạ vô nó hành hả? Ờ, nó cái con người nó bứt rứt rồi nó giống như nó đòi hỏi một cái gì vậy, nó không chịu vậy, ngủ không có được. Vậy nó hành chị bao lâu lận? Một tuần hay hai tuần? Gần cả tháng luôn á. Dữ vậy hả? Mấy mấy ngày á. Dạ, thường á thì... Nó chịu mà nó bứt rứt, nó bắt đi vệ sinh hoài. À, đi tiểu rồi. Nhiều phải không? Thường nó á... Nó bắt đi vệ sinh, nó đi cầu. Đi cầu quá hả? Đi hoài. À. Nó đi hoài thôi. Tại vì á, như thanh niên á thì ít bị, mà phụ nữ thường hay bị như chị á, bị hành đi cầu với rối loạn tiêu hóa một xíu. nhưng mà cái đó tóc nó đen hả nha, mình uống cái đó tóc nó đen. Tóc đen đó. Lại hả? Dạ đúng rồi, cái bài thuốc trong bài thuốc nam là nó tốt cho thận và nó đen mượt tóc đó. Mà da nó đẹp lên. Dạ. Ai cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cảm ơn cậu Tân nhiều lắm. Ấy. Dạ, hỏi về chị Phương. Rồi vậy chị chia sẻ vậy cũng mừng rồi ha. Rồi chúc chị sức khỏe. Ra đây chúc mãi cho một đêm. Ở một đêm thôi nha, không có cứ mãi hai đêm đâu, ở một đêm căn hộ cao cấp. Trong sao đàng hoàng. Trời ơi. Bốn người, hai đứa con thôi. Một đêm thôi nha, đi thứ hai là trả tiền ha. Rồi chị Phương, cảm ơn chị Phương nhiều. Hy vọng sẽ có dịp đi Nha Trang chơi, gặp chị trực tiếp. Giữ số này nha, giữ số này là ra khuyến mãi nha, tự phải bỏ thôi cho tao. Nói vậy chứ không cần khuyến mãi đâu, gặp chị là vui rồi. Cảm ơn chị Phương. Không, mình là người học việc thật, mình có xe mình nói vậy. Nhưng mà chị làm sao, chị làm bên dịch vụ đó hả? Đúng rồi. À, thôi nói chứ làm chị phải bỏ tiền túi ra, em đâu có chịu. À, nhưng mà chị chịu trên đây chia sẻ cho bà con mình là vui lắm rồi. Nhưng mà mốt em ra nhất định chị làm hướng dẫn viên nha. Hướng dẫn viên Nha Trang bữa nha. Dạ. Rồi. Bữa hơi nhiều thứ hai tự trả tiền ha. Rồi ok. Mình nói là mình phải giữ lời, không bao giờ nuốt lời. Rồi cũng em thì bên thiết bị y tế em cũng thỉnh thoảng hay thăm khách hàng ở ngoài đó. À, bên dụng cụ y khoa đó. Nhưng mà nó cũng bán cái đồ đó, nó ở trong biên hòa. À vậy hả? Rồi để hôm nào có dịp ra Nha Trang. À mà chị có coi kênh Nam Việt không? Ít coi đó. Mà chị có biết kênh đó không? Biết nhưng mà không có coi. Mình cần cái gì mình coi đó thôi. Không, cái kênh Nam Việt là cái kênh Cuộc Sống Miền Nam á. Là em có cái kênh Cuộc Sống Miền Nam. Không biết à, dạ, chị lên YouTube gọi chữ Nam Việt là thấy hả? Rồi, vậy thôi ha. Cảm ơn chú Sơn nhiều, cảm ơn cậu Sơn. Cảm ơn chị. Hẹn gặp lại nha. Rồi, cảm ơn chị Phương đã chia sẻ. Một tháng mình đi Sài Gòn một lần nha. Hôm nào hết cái đợt dịch bệnh Covid á thì ra gặp em cà phê Sài Gòn, em làm việc ở quận 1. Đúng rồi, ở bệnh viện Bình Dân là quận 3 đúng không? Gần đó. Cái khách sạn ở dưới đó mình ngủ một ba đêm rồi mình mới về. Rồi, cảm ơn chị Phương nhiều nghe, đã tạo động lực cho bà con. Hẹn gặp lại nha. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn nhiều. Thank you. Bye bye. Dạ.
Chị Phương còn khuyến mãi cho một chuyến du lịch cùng gia đình nữa chứ. Thật sự thì bà con mình trước Tết đó là hết rất là nhiều luôn, nhưng mà cô chú hết bệnh xong rồi, nhưng mà nói là mình ở quê mình nói chuyện không khéo, với lại mình lên hình nó không đẹp rồi rất là ngại chia sẻ, nên là chỉ gửi cho Hoàng Sơn để cảm ơn, với lại cho Hoàng Sơn có động lực để chia sẻ thêm cho bà con mình. Thì trên video trên kênh Sức Khỏe 60 giây là cũng có rất là nhiều rồi ha, cái cách ăn có mật để em nhắc sơ lại nha, nếu mà như bà con mình muốn xem thêm á thì xem lại vô kênh, lên YouTube gõ chữ Sức Khỏe 60 giây, rồi sau đó mình vào cái phần danh sách phát ha, nó có khoảng 10 cái video hoặc là hơn xíu, thì mỗi video tầm 10 phút đó để mình xem. Giống như chị Phương nãy chia sẻ thì cái cách ăn như thế nào, triệu chứng bệnh như thế nào, rồi để mình có thêm động lực nha. Thì bà con mình xem thêm đi, do em thật sự em đi làm em cũng rất là bận, nên là trên kênh thì có khoảng gần 20.000 người đăng ký rồi. Nếu mà như ai cũng hỏi một câu hỏi là ăn như thế nào thì thật sự là Hoàng Sơn không thể bắt máy được, tại vì Hoàng Sơn cũng còn phải đi làm nữa. Nhưng mà nếu mà bà con mình nói là em chia sẻ thêm vài cái câu hỏi thắc mắc mà có thể các video trước không có, tức là bà con mình hỏi ăn con mực nó mát như vậy nó có bị giảm huyết áp hay không, tại thường á mình người lớn tuổi hay bị tăng huyết áp, thì có thể mát thì nó sẽ huyết áp mình nó sẽ thấp xuống một xíu, nhưng mà nếu mà muốn chắc á thì mình nhà mình có cái máy đo huyết áp ha, mình có thể kiểm tra hàng ngày để mình theo dõi nó dễ dàng hơn ha. Còn cái cách lựa chọn huyết áp hay là cách sử dụng như thế nào thì trên kênh Sức Khỏe 60 giây em cũng có chia sẻ rồi, cả nhà mình có thể xem thêm nha. Mỗi gia đình cũng nên có một cái để mình theo dõi cho ông bà cha mẹ với bản thân mình luôn. Nhưng mà mình lớn tuổi mình bệnh thì mình chỉ tốn tiền pin thôi mà, mình mua máy một lần nó xài bảo hành 5 năm nhưng mà xài cả chục năm lận đó, nên bà con mình có thể xem thêm, có rất là nhiều dòng máy bình dân lận. Rồi hôm nay đầu năm mới, Hoàng Sơn chúc bà con mình nhiều sức khỏe ha, và gia đình hạnh phúc. Rồi nếu mà như bà con mình thật sự mà có gì thắc mắc á mà tìm không được câu trả lời trên các video á, thì cứ gọi cho Hoàng Sơn. Còn nếu mà như mình mới xem video đầu tiên á thì em nghĩ bà con mình nên xem ít nhất phải hai ba cái video nữa nha, để mình lấy thêm thông tin cho nó chính xác, để mình có thêm động lực cho mình nữa. Và thật sự cái cỏ mực này không có tốn tiền, ở nhà mình có thể nói là tìm mua không ra thì mình có thể ra chợ rau, mình nhờ mấy cô bán rau á hái, thí dụ giống như rau muống là 10.000 ký đi, thí dụ vậy thì mình trả tiền cỏ mực 20-30 ngàn, mất gấp nhiều lần, thì nhờ mấy cô chú sẽ tìm giùm mình. Còn nếu có điều kiện á mình nên nhờ người ở quê á trồng giùm mình ha, tại nó không có tốn tiền mà nó chữa bệnh rất là tốt. Như em là không có bị bệnh thận mà em vẫn có hái cỏ mực khô để mình uống, giống như uống nước trà, để nó tốt cho cơ thể mình ha. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ vài thông tin đầu năm mới cho cả nhà mình có thêm động lực. Chúc bà con mình năm mới nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.